Đáp số 2 là động từ này, hoặc tính từ cộng với pi permanent. Phương pháp này như là vì nên. Nào trước mình cũng học các phương pháp liên quan đến vì nên rồi đúng không nhỉ? Nào có những cái gì nhỉ? Ao so là gì đó? Ừ đi ca đúng không? Hai thằng. Thế rồi. Thế rồi nhỉ? Đấy hôm nay học thêm một thằng nữa là pi permanent. Nào, cái này khác gì với ao so nhỉ? Nào ao so nhắc lại cái ao so xem nào, nó có những cái chú ý gì? Trước ao so không được dùng gì? Không được dùng quá khứ. Rồi sau ao so không được dùng gì? Mạch lệnh. Mạch lệnh gì nữa? Dù dây. Rồi cái này nó khác nhá, khác nhá. Nào các bạn đi nhá. Chú ý thứ nhất này, trước khi tâm vấn đề có thể chia quá khứ. Đấy, trong còn thằng ao so là trước, ao so là không được chia quá khứ nhá. Rồi thế còn đằng sau này thì nó giống với thằng ao so. Đằng sau thằng kitamune này ý, thì cũng không được dùng mệnh lệnh, không được dùng gì nhỉ? Chủ danh. Chỉ hơn nhau một cái chia quá khứ ở trước. Được rồi, nó chỉ khác nhau mỗi cái trước, đằng trước này nó có thể chia quá khứ. Ví dụ như là Thảo hẹn hò với người yêu chẳng hạn, hẹn vào đúng cái ngày hôm qua trời mưa rất to. Đấy, cho nên là không gặp được nhau. Đó, sau đó bây giờ mình sẽ là nói là gì? Vì hôm qua trời mưa, đó, cho nên bọn em đã không thể gặp được nhau. Nói nào. Hôm qua là mình ở trên này Pican. Nào, mưa là Pican. Pican Uta đúng không? Trời mưa to nhỏ như nào? Mani. Đúng rồi, Mani, nhỏ mưa nhiều rồi. Mani Uta nào? Hôm qua là quá khứ đúng không? Chia quá khứ là gì? Quạt. Đúng rồi, xong ghép về cấu trúc này. Quạt ki. Đúng rồi, quạt ki temune. Sau đấy này mới chia quá khứ tiếp. Đúng rồi, sau đấy lại chia quá khứ tiếp. Rồi tiếp nhá, bọn em đã không thể gặp được nhau. Là gì nhỉ? Rồi, u đi. Nâng. Rồi, đã không thể gặp được. Không thể mà, không thể có chút gì nhỉ? Mốt đúng không? Mốt mana. Rồi, mốt. Sẽ mắn này ổ, chứ có cử mạng. Mamasa. Đúng rồi, mốt mana. Chú ý chỗ này nó sẽ bị biến âm nhá. Nào, chữ siêu này phát âm là gì nhỉ? Siêu này này. Đi cử đúng không? Đi cử đằng sang của một chữ miệng này. Thì nó thành gì? Niên là niên đúng không? Vậy ở chữ môn này mình phát âm là gì này? Phát âm là môn nhỉ? Môn ở chắc môn. Cô đi đấy, môn manas rồi. Thấy chưa? Không phát âm là mốt manas rồi. Nghe là rất cứng. Nào ví dụ số 2 nhé. Vì em không học thuộc từ mới. Nào cho từ học thuộc nhá. Với ông ta. Với ông ta đấy. Với ông ta học thuộc. Nào, vì em đã không học thường từ mới cho nên em đã phải nộp 20k. Đấy là cho nên là cho nào cho nên từ mới là gì nhỉ? Ta no c ta no c ta no. Rồi có chữ c là mới này, thả no là từ vựng mới chưa? C thả no ừ. Nào không là gì? An. Đúng rồi, an uê an uê với út à? Nào cái đây cũng chia quá khứ là gì nhỉ? Uất. Uất đúng không? À người uất. Ký. Rồi tên mình đấy. Nào cho nên em đã phải nộp 20k. 20k là anh nào? Iman đồng. Đúng rồi, Iman đồng là anh Thắng nói tiền rất nhanh. Dùng tiền nhiều thì nói rất nhanh. Iman đồng ơi. Nào được từ nộp là gì nhỉ? Né đạt. Nào ghép một chút phải là gì? Có chút phải là gì? A o ya ha ta đúng không? Nghe phải là gì? Nè ya. Nè ya. Ha ta là từ á. Em đã phải đổ hai từ. Hết rồi. Đúng rồi, chưa được. Nè ya. Hết rồi. Chẳng hạn, xe đàn ông đấy, anh người vẫn kí theo vấn đề. Ý mà đúng rồi, nè ya hết rồi. Ok chưa? Nào, bây giờ thầy hỏi nhá. Hỏi lý do tại sao được học tiếng Hàn nhá. Ví dụ Thảo, với hai cô gái đấy phải vật rồi. Để gọi idol nói như nào? Idol thần tượng là thế nào? Đây ai thôi được chưa? Nói như nào? Để ai? Không, nếu mà để thì em lại ghép lại một chút để thôi rồi. Thì phải nói là gì? Vì em muốn gặp idol. Vì em muốn gặp idol. Idol. Rồi thì nữa? Mày. Gặp Manada đúng không? Nào ghép lại một chút muốn nào? Manaco Shita đúng không? Nào bây giờ ghép lại cấu trúc vì. Rồi Shiki Temune. Nào cho nên em học tiếng Hàn. Hàn Rồi Hàn Cô.
Ừ, đã ăn đã đã. Không có hết sợi. Đúng rồi, không có hết sợi. Rồi, ok nhá. Cái ngữ pháp này đây là dạng tính từ và động từ thì là kitemene. Nhưng danh từ thì cộng thẳng với temene. Số 2 này, danh từ cộng với temene. Cái này mình dịch là vì hoặc là do cái gì hoặc là do ai, do cái gì cũng do ai. Rồi ok nhá. Nào, ví dụ này, ví dụ như là đau đầu vì tiền. Đúng không? Câu này rất nhiều, dùng rất nhiều đúng không? Tiền là gì nhỉ? Tốn. Rồi, tốn. Không cần phải, không cần phải một kiểu từ gì cả. Chỉ cần danh từ của người tem lên. Được chưa? Ở thôn tem lên. Nào, đau đầu là gì? Ở mò đi cá. Áp hai rồi thôi. Mò đi cá. Áp hai rồi. Mình tem lên mò đi cá áp hai rồi. Ok chưa? Ví dụ nhá, ví dụ ngày xưa thầy hồi lớp 6, lớp 7 thầy rất hay đi chơi về muộn, xong là trốn học để đi chơi điện tử, đi chơi bia. Tại xong về lúc nào mà mẹ đau đầu thì thằng con trai, à không phải, mệt mỏi thì thằng con trai. Đấy là mệt mỏi thì thằng con trai. Con trai là gì? Á tư. Rồi, á tư đúng không? Ừ. Rồi, á tư, quý tư, thế là á tư. Em muốn mệt. Rồi, mệt mỏi là gì nhỉ? Hình tư đỏ. Rồi, hình tư đỏ đúng không?